Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay là ngày 24 Tết âm lịch năm 2019 và chuẩn bị đón chào năm Canh Tí 2020. Và ngày hôm nay một cái video khá là đặc biệt mà mình muốn giới thiệu với các bạn. Đó là một cái video để giới thiệu với các bạn một cái container gỗ mà nó chở nguyên toàn cái container này là những cái tấm chiếu bằng gỗ lim, rất là đẹp luôn. Ở đây nó phải có tới 50% là chiếu các bạn nhé. Và có những tấm rộng tới 1m2, 1m3 như các bạn nhìn ở trên màn hình này các bạn này. Các bạn có thấy không ạ? Có một cái tấm dưới cùng, mình sẽ zoom cho các bạn to lên để cho các bạn xem nhé. Đây, mình zoom lên cho các bạn xem. Đây, cái tấm ở dưới cùng đây này, nó rộng tới 1m3 luôn các bạn nhé. Chiều dày của nó sẽ là 14-15 phân này. Đấy, rất là hiếm khi có được một cái loại hàng mà nó lại container gỗ nó lại đẹp đến như thế này các bạn nhé. Đây, bây giờ sẽ là cái quá trình mà những chiếc tấm chiếu này sẽ được rút ra khỏi container và cho các bạn xem các bạn nhé. Người ta cần sử dụng đến một chiếc xe nâng với một chiếc càm ngạm rất là lớn như thế này và một cái dây xích, và bắt đầu họ sẽ kéo nó ra và chiếc xe nâng sẽ đưa vào cái vị trí mà người ta cần các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy chưa? Bây giờ mình sẽ zoom to lên cho các bạn xem. Wow! Với một cái container như thế này, nó sẽ trữ lượng khoảng từ 20-21 mét khối gỗ các bạn nhé. Giá nổ é lắm mày ơi, cũng chỉ đọc cái bên trên thôi. Cái bên trên của nó 4m4 rồi, chất ở đây thôi, trong chốc cẩu vào thôi. Dài 4m4 luôn. 4m4. Mà dài 44, 2 tấm, 1 tấm 4m5. Còn 3m, 3m3, mất mấy tấm 2m. Có vẻ như là nó hơi nặng, xe nâng không thể kéo ra được các bạn ạ. Mọi hôm nó mang cái xe 10 tấn thì là 5 tấn đi. Mọi hôm mang cái xe to đi mà nhỉ. Cái này hơi nặng. Nó đang chuẩn bị rút được tấm đầu tiên. Thực sự thì quá trình mà để rút được những cái tấm
gỗ hộp khổng lồ dày như thế này, mất rất là nhiều thời gian và công sức cũng như là công phu và tâm huyết. Mình trực ở đây từ nãy đến giờ phải đến nửa tiếng rồi mà nó chưa bắt đầu rút xong được một tấm. Thì không biết là video của mình sẽ kéo dài bao lâu đây, có lẽ là mình phải tua nhanh mất. Bay bay. Bánh đi xe rồi này. Ôi, không kéo nổi. Thực sự thì vẫn chưa kéo được. Tấm đang rút ra khỏi container là rộng 80, dày 29 và dài 4m4 các bạn nhé. Theo như cảm quan và cái nhìn ban đầu ấy, mình sẽ zoom to lên là nó không có chuột các bạn. Wow, nó đang được rút ra khỏi container. Mình zoom to lên nhá. Rất là hoành tráng luôn. Quá là hoành tráng luôn. Dày 29 phân, dài 4m4. Đừng ra đấy để cho người ta quay đấy, quay hộp thì 28 phân chứ, 28 phân, 85 phân. Các bạn ơi, sau hơn một tiếng đồng hồ thì đây là cái thành quả mà xe nâng đã và rút ra được những cái tấm gỗ to như thế này đây các bạn ơi. Không hiểu sao hôm nay thời tiết thật mà lạnh đấy. Mình đi có một lúc bây giờ tay run này, giọng cũng run luôn vì lạnh quá trời luôn ấy các bạn ạ. Toàn bộ là gỗ chiếu, gỗ hộp, gỗ rất là to luôn các bạn nhé. Nếu mà các bạn yêu thích những cái sản phẩm này thì các bạn hãy liên hệ với số điện thoại 0353. Sao tự dưng quên tổn đại nhỉ? Mình nhớ tổn đại cho nào. Để mình nhớ tổn đại cho xong rồi đọc, trước mình đọc cho nhá. Tự dưng mình lại quên mất tổn đại của mẹ mình. Một lát đường quay đã. Chiều lên cửa quan quặn lại hết, đoạn nào các bạn biết không?
Đây, tinh hộp giày thôi, hộp này chắc phải giày 40 phân mất. Rộng chắc phải tầm 80 phân.